đến ngày sau thời được an lành. Tất cả các thời đều an lành, là sinh nguyện từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đến an lành, là đến ngày sau thời được an lành, là tất cả các thời đều an lành, là sinh nguyện từ bi thường gia hộ. Nam mô Liễu Lai Giảng Căn Thường Bồ Tát. Nam mô Liễu Lai Giảng Căn Thường Bồ Tát. Nam mô Liễu Lai Giảng Căn Thường Bồ Tát. Pháp giới âm linh
Tình dự vô tình đồng hành.